xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. Kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần điểm tin hoạt động của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Tiếp đó là phóng sự, hiệu quả diễn đàn, công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện điện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, sáng ngày 14 tháng 12 năm 2019, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh, dự và phát lệnh ra quân. Theo đó, bắt đầu từ 8 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 14 tháng 2 năm 2020, các đơn vị công an trong tỉnh sẽ đồng loạt ra quân triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh và các kế hoạch cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh về tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, vũ trang tuần tra và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm. Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng phương tiện, tổ chức nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, trực phản ứng nhanh, sẵn sàng giải quyết xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Ngay sau buổi lễ, các lực lượng công an trong tỉnh đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên một số tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Tiếp theo là một số hoạt động nổi bật khác của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Chiều ngày 12 tháng 12, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt các kế hoạch về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Công an Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, trợ lý công tác Đảng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Nội dung quán triệt chủ yếu tập trung vào những điểm mới về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp mà các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an Trung ương và kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh đã nêu. Thông qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đồng chí bí thư, cấp ủy cơ sở trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Cũng trong tuần qua, Công an tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ Thao Văn Xúa, nguyên trưởng công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, đã hy sinh khi giúp nhân dân sơ tán trong cơn bão số 3 năm 2019. Căn nhà cấp 4 rộng 81m² được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Trong đó, Bộ Công an trích kinh phí Quỹ Nghĩa tỉnh Đồng đội hỗ trợ 75 triệu đồng, Công an Thanh Hóa vận động cán bộ chiến sĩ ủng hộ 175 triệu đồng. Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, trong tuần qua, các đơn vị công an trong tỉnh đã liên tiếp điều tra làm rõ nhiều vụ, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự. Điển hình, Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nhân ở xã Quảng Nham về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã đột nhập vào nhà người dân trộm cắp 36 triệu đồng. Tiếp đó, qua công tác kiểm tra hành chính, Công an huyện Quảng Xương đã phát hiện bắt giữ 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Galaxy thuộc thôn Ngưu Trung, xã Quảng Bình. Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ 12 đối tượng trong hai nhóm thanh niên đã sử dụng dao, kiếm, súng, đuổi đánh và bắn nhau trên đường khiến hai người bị thương nặng, phải điều trị tại bệnh viện. Một số đối tượng khác bị thương nhẹ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Công an huyện Thạch Thành đã triệu tập và xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội của Nguyễn Văn Long ở xã Thạch Tượng. Trước đó, trên Facebook của mình, Nguyễn Văn Long đã đăng tải bài viết và video clip sai sự thật hiện tượng ăn mày mặt đen đã xuất hiện ở Thạch Thành khiến dư luận hoang mang. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường kiểm tra hành chính tại Tổng kho Cao Chi ở 86 Tây Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa do Cao Linh Chi làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ gần 7 tấn sản phẩm may mặc không rõ nguồn gốc và có dấu hiệu bị giả nhãn mác. Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp điều tra làm rõ và tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Thắng ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân là thủ phạm đã dùng dây dù siết cổ lái xe taxi để cướp tài sản. Trước đó, Lê Văn Thắng đã thuê taxi từ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình về huyện Thường Xuân. Khi đến gần khu vực Hồ Cờ Đạt, thì Thắng ngồi phía sau ghế lái bất ngờ dùng dây vải dù siết cổ lái xe để cướp tài sản. Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các đồng chí, với phương châm lắng nghe dân nói để dân hiểu, làm cho dân tin, trong những năm qua, cùng với việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an Thanh Hóa đã thường xuyên tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân với nhiều kênh và nhiều nội dung hình thức phong phú, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Thành phố Thanh Hóa là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đây cũng là nơi tập trung đông dân cư và có nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn. Do đó, để đảm bảo tốt an ninh trật tự, những năm qua, Công an thành phố Thanh Hóa đã luôn hướng hoạt động về cơ sở, lồng ghép công tác giữ gìn an ninh trật tự với việc nâng cao hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự. Trong đó, Công an thành phố đã có sáng kiến và cách làm mới trong việc quy định hàng tháng, hàng quý, chỉ huy công an các phường, xã phải trực tiếp xuống cơ sở làm việc với ban liên cán các phố, thôn để nắm tình hình và lắng nghe ý kiến nhân dân về các vấn đề nổi cộm bức xúc liên quan đến công tác an ninh trật tự. Từ đó kịp thời chỉ đạo và giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy phường ban hành cái nghị quyết, trong đấy thì có giao cho cảnh sát khu vực hàng tháng để tham gia các cái hội nghị họp chi bộ ở các phố thôn. Đồng thời là các đồng chí chỉ huy công an phường, cảnh sát khu vực thì hàng tháng xuống làm việc với lại ban cán sự các phố để tiếp thu đánh giá những các cái vấn đề cần giải quyết về an ninh trật tự. Đồng thời thông qua các cái diễn đàn giao tiếp này thì chúng tôi cũng phục vụ cho công tác xây dựng lực lượng, trong cái việc đánh giá chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, công tác chuyên môn nghiệp vụ. Về cái thái độ phục vụ của cảnh sát ở thành phố cũng như ở phường trong những năm vừa qua là có chuyển biến rất là tích cực. Nó biểu hiện lên cái trách nhiệm, biểu hiện lên cái tinh thần tất cả là vì dân, phục vụ cho dân. Thì cái này là chúng tôi cũng đã là người dân thì chúng tôi thấy là chúng tôi ghi nhận được những cái chuyển biến tích cực đó. Xác định diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân là một trong những biện pháp công tác quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm, các đơn vị công an trong tỉnh, kể cả lực lượng công an xã, thị trấn, đều duy trì nghiêm túc và có hiệu quả diễn đàn này. Chỉ tính riêng trong năm 2019, đã có 100% công an các xã, phường, thị trấn và công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân với gần 56.000 lượt người dân tham gia. Đặc biệt, thông qua hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân đối với lực lượng công an. Kết quả có 84,1% ý kiến hài lòng, 14,8% ý kiến còn chưa thực sự hài lòng và 1,1% ý kiến không hài lòng. Thông qua ý kiến góp ý của nhân dân, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung điều tra xử lý hàng nghìn vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ. Cái an ninh trật tự trong cái xóm đi thì đúng là từ trước cái này, trước là có lộn xộn thật. Cũng có nhiều cái là hơi tắt mắt một tí đấy, nhưng mà từ cái ngày mà các anh về đến nay là coi như rất ổn định. Nói chung là cái an ninh mà tổ viên ở đây cũng là sát sao, mà cũng hàng ngày là đi theo dõi các cái gia đình ở trong địa phương, là tối đến cũng có cái phần kiểm tra. Là bác thấy cái làm giờ đến thay đổi ngày xưa là rất nhiều. Mà từ nói cũng có cái nền phát triển về cái an ninh thì nói chung là tương đối là tốt. Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, vừa thể hiện sự cầu thị, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân của lực lượng công an, vừa là kênh thông tin quan trọng giúp lực lượng công an nắm bắt, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự, đồng thời có những giải pháp kịp thời để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. Chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tuần sau.